Quý vị khán thính giả thân mến, đã một tháng trôi qua, kể từ ngày Sư Minh Tuệ tạm dừng khất thực trên khắp nẻo trường quốc lộ. song các thông tin về hành trình của Sư vẫn luôn được mọi người dõi theo, quan tâm. Trong một tháng nay, đã có những lần Sư mất tích thông tin, lúc thì 7 ngày, lúc thì 10 ngày, và mới đây nhất là lần mất tích gần 20 ngày đã làm cho công chúng vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên lo cho sự an toàn của sư minh tuệ trong bối cảnh đó một đoạn clip của hai thanh niên người đồng bào bất ngờ đăng tải và lan truyền chóng mặt khắp mạng xã hội trong đoạn clip ghi lại cảnh sư minh tuệ và hai thanh niên đang đi tìm hang đá qua clip này đã khiến cho công chúng thấy được cuộc sống vô cùng khắc khổ thiếu thốn và sự kiên trì không trùng bước của sư minh tuệ trong mùa an cư kiết hạ này. Việc tìm kiếm nơi trú ngủ an toàn thuận tiện cho việc tu tập cũng như việc khất thực để duy trì sự sống là một thử thách lớn đối với sư minh tuệ. Mặc dù có những khó khăn về địa hình và khoảng cách, sư minh tuệ vẫn nhất quán duy trì cuộc sống tu hành theo 13 hành đầu đà một trong những phương pháp tu hành khắc khổ nhất trong phật giáo khiến cho ai ai cũng xúc động rưng rưng không kềm lòng được việc phải đi hàng trăm cây số để xin cơm hoặc tìm kiếm những loại quả rừng măng rừng ăn được để sống tạm qua ngày cho thấy sự kiên trì và quyết tâm của sư minh tuệ điều này không chỉ thể hiện lòng kính trọng đối với những giá trị tu hành mà còn là một bài học về sự chịu đựng và lòng kiên nhẫn của sư minh tuệ theo như những vị clip được cho là mới nhất về sư minh tuệ đăng tải sư minh tuệ được hai người đồng bào dẫn đi xung quanh khu vực chòi nơi sư minh tuệ xác định ẩn cư trong mùa an cư kiết hạ tuy nhiên khi sư minh tuệ hỏi về việc đi xin cơm hoặc tìm hang để ngủ bất kỳ ai nghe cũng rơi nước mắt vì thương mười ba hạnh đầu đà mà thầy đang giữ cuộc sống khắc khổ và những nỗ lực tìm kiếm nơi trú ngụ của sư minh tuệ đã khiến cho nhiều người rơi nước mắt vì xúc động trước sự tu hành nghiêm khắc của sư dưới đây là một đoạn clip được cho là đối thoại giữa sư minh tuệ và hai thanh niên này khiến ai nghe cũng ngậm ngùi xót xa thương cho sư minh tuệ cũng như xúc động trước lòng thanh kính của hai thanh niên này dành cho sư sư minh tuệ hỏi ở đây mọi người có biết cái hang nào không ước không hang đá hai người thanh niên im lặng một lúc rồi sư minh tuệ tự trả lời chắc không có hả người kia đáp lại có nhưng mà tận trên đỉnh cơ sư ạ à. sư minh tuệ nói ôi vậy thì mỗi lần đi lên rồi lại đi xuống xin cơm thì con đi không có nổi đâu đường xa quá người thanh niên nói tiếp đi từ trên đấy xuống dưới này xin cơm cũng phải mất vài năm cây số sư thầy nói mấy bữa nay ở trên đấy có mấy hoa loại quả rừng ăn được đấy có cây măng rừng cũng ăn sống tạm qua ngày cũng trong một clip khác, sư Minh Tuệ cùng hai người thanh niên chỉ ở tích xa có vài nhà, sư có thể đi khất thực. Nói là thế, nhưng địa hình này để đi xuống khất thực cũng tầm 5 km. Muốn xin cơm, người dân phải đi lòng vòng đường đập hoặc đường dọc theo mép sông để xin cơm. Có vẻ như nơi ẩn cư mới của sư Minh Tuệ lại có người phát hiện, cho nên cuối cùng sư đã chọn một nơi khác sau khi những clip này được đăng tải rất nhiều người đã để lại bình luận như thế này chúng con thấy thầy dạy là mừng rồi ạ à. chỉ mong miễn đừng quấy rầy thầy hạnh phúc của thầy là vậy mà sáu năm rồi thầy vượt qua được hết chỉ cần nghe thấy thầy nói chuyện là yên tâm lắm rồi thật sự thương thầy lắm chảy cả nước mắt nếu kính thầy, hãy làm theo lời thầy dạy, học Phật dạy, chứ đừng làm khó khăn cho thầy. Nghe mấy trăm cây số mà nổi da gà, thầy vì muốn yên tĩnh để tu, mà thầy đã phải trốn trong đêm để đi như vậy. Chỉ biết thương thầy rất nhiều. Con xin cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng thầy trong những ngày này. Xin chúc thầy và các bạn thật nhiều sức khỏe. Dân kính thưa quý vị việc sư minh tuệ quyết định đi bộ vào sâu trong rừng để tránh xa đám đông và sự hiếu kỳ của các youtuber đã khiến cho phật tử vô cùng quan tâm quyết định này không chỉ cho thấy sự quyết tâm bảo vệ sự tĩnh lặng trong cuộc sống tu hành của ông mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về cuộc sống khắc khổ và tu tập của ông trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt trong thời đại kỹ thuật số sự hiện diện của các youtuber và những người dùng mạng xã hội đã tạo ra một áp lực không nhỏ đối với những người nổi tiếng và các nhân vật có ảnh hưởng đối với các người học tu như sư minh tuệ sự quan tâm quá mức từ công chúng và truyền thông có thể làm xáo trộn cuộc sống tu hành và tạo ra những phiền toái không mong muốn việc bị theo dõi và quay phim liên tục không chỉ làm mất đi sự tĩnh lặng cần thiết cho việc tu hành mà còn gây ra căng thẳng và áp lực tâm lý việc phải sống dựa vào thiên nhiên ăn những loại quả rừng và tìm kiếm nguồn nước là một thử thách lớn đòi hỏi sức chịu đựng và sự kiên nhẫn cao cuộc sống trong rừng sâu đầy rẫy những thách thức từ việc thiếu thốn lương thực điều kiện khí hậu khắc nghiệt cho đến nguy cơ từ các loài thú quan và côn trùng để duy trì cuộc sống tu tập trong điều kiện như vậy, sư minh tuệ phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cả thể chất lẫn tinh thần. Trong khi nếu các bạn để ý kỹ, có thể thấy sau một tháng bộ hành dọc miền Trung, sư minh tuệ đã gầy đi rất nhiều, chỉ còn da bọc xương. Nhưng may mắn, sự vui vẻ và lạc quan vẫn hiện hữu trên khuôn mặt thánh thiện của Ngài. Việc khổ luyện trong rừng sâu có thể bao gồm việc thiền định tu tập và thực hành các phương pháp tu hành khắc khổ như 13 hành đầu đà. Những phương pháp này không chỉ giúp cho sư minh tuệ duy trì sự tập trung và thanh tịnh trong tâm hồn mà còn giúp ông vượt qua những khó khăn về phàm trần. Cuộc sống ẩn dật và khổ luyện của sư minh tuệ trong rừng sâu đặt ra nhiều câu hỏi và làm dấy lên sự xót xa trong lòng của nhiều người liệu ông có thể duy trì được cuộc sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy? Sự kiên định và lòng kiên trì của ông có đủ để vượt qua mọi thử thách hay không? Chúng ta có thể thấy rằng, quyết định của sư Minh Tuệ không chỉ là một hành động nhằm bảo vệ đời tu khổ hạnh, mà sư đang tạo ra thử thách đối với chính mình. Đây cũng là cơ hội để sư Minh Tuệ đạt đến một mức độ giác ngộ cao hơn. Trước đây chúng ta biết đến điều này khi sư Thích Minh Đạo cũng đã từng dự báo về tương lai của sư Minh Tuệ. Khi người dân quá quan tâm và hiếu kỳ lại là cách đẩy sư Minh Tuệ vào rừng sâu. Rất có thể sư sẽ chết trong rừng vì không thể gieo duyên khất thực. Thậm chí người đang là thượng tọa nhưng hạ thấp mình tự nhận là tỳ kheo thích minh đạo. Quỷ viên ban thường trực ban trị sự tỉnh phó ban trị sự thị xã phú mỹ trưởng ban kinh tế tài chính thị xã đại diện phật giáo liên xã tân hòa tân hải đã gọi người đi chân trần khất thực với lõi nồi cơm điện là tài sản quý giá nhất với hai từ thân thương, thương là sư thầy sau những clip của thầy nhiều người mới mến thương gọi sư thích minh đạo là một vị thầy chân chính bật đọc clip là những lời bộc bạch nếu quý phật tử thật tình quý kính xương minh tuệ cho rằng sư thầy chính là hiện tượng đem lại hạnh phúc hòa bình lấy là những gì gọi là đức phật đã trao truyền cho chúng sinh bị mai một mất dần trong thế giới gọi là mạt pháp thì hãy đứng hai bên đường thôi không cần phải chạy theo sư chúng ta không có khả năng đi giống như sư đâu đây là người phải tu rất nhiều đời nhiều kiếp thực hành đầu đà phải rất nhiều đời nhiều kiếp thực hành hành đầu đà mới có khả năng giống như sư minh tuệ nếu như chúng ta tu pháp môn khác chúng ta không có duyên chúng ta không đi nổi đâu chúng ta đi như vậy cũng không đủ duyên lành đủ phước đức đâu hãy đứng lại chỉ cần im lặng đứng hai bên đường đoạn đường nào mà chúng ta cảm thấy sư đến hãy chắp tay trang nghiêm và chào sư trong ý niệm Đệ sư cảm nhận ba tánh thập phương quý mến cung kính, thật lòng ủng hộ sư một cách sâu sắc thì sư mới an lành sư đi. Còn nếu ta rượt đuổi theo sư, chạy theo kẻ quay phim người dọn đường, xin phước, hỏi pháp làm cho sư đồng tâm. Vì sư Minh Tuệ không học cách làm người giảng kinh thuyết pháp, mà sư Minh Tuệ chỉ là người nghiên cứu và thực hành hạnh đầu đà thôi. Vì thế khi thuyết pháp, sư không nghĩ đến ngôn từ không trao chuốt văn chương mà người ta giảng đâu. Mà khi nói, sư Minh Tuệ sẽ buông hết những suy nghĩ và kiến thức để tập trung thực hành hạnh đầu đà. Và vì thế khi chúng ta đặt ra câu hỏi liên quan đến các pháp tu, sư sẽ lúng túng trong cách trả lời. Từ đó chúng ta lại nghi ngờ và dễ dàng kết luận sư ít học, không có gốc gác, thiếu hiểu biết thì vô tình tội nghiệp gió sư biết đâu một ngày nào đó sư cảm thấy cái sự phiền hà này đến đỉnh điểm không thể chấp nhận nổi thì sư sẽ chọn cách lãng tránh trường hợp khác sư ở hang đá nha trang thì sư đi chừng một tiếng mấy đồng hồ là tới đường phố sư khất thực giao duyên xin cơm giao duyên lại trở về nơi tu tập cuối cùng hang đá cũng bị người ta phát hiện rồi Đêm hôm cũng có người lén đến quay phim đang ngồi. Đàn máy y cũng bị quay phim theo dõi. Một hai người có thể chấp nhận, nhưng hàng trăm ánh mắt theo dõi thì quá ồn ào. Sư Minh Tuệ có thể ẩn sâu trong rừng rậm, nơi mà không có một người nào đến được, nơi không có ai biết được. Không khất thực được thì sư sẽ như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra? khi vô tình mình đã đẩy sư vào rừng sâu. Đến lúc quá ngọ, không thể giao duyên, có thể sư sẽ bị chết đói trong rừng vì không có gì ăn cả. May mắn, nếu có nước uống, tiếp sức, có thể tiếp tục tu hành. Có rất nhiều nhà sư đã làm vậy, đã nhập định ẩn tu, nhưng mình không biết và chúng ta sẽ mất đi một bậc cao sĩ trong cuộc đời đáng ngưỡng mộ, một bậc được gọi là hành đầu đà một trong những pháp tu của phật giáo hãy cứ để sức sống bình thường như bao ngày xưa đi qua làng nào tỉnh nào sẽ hưởng cái phước cái đạo hạnh của nhà phật và chúng ta biết được thì hãy đứng hai bên đường là đẹp để một người cúng chai nước là đủ chiếc nồi cơm điện đó đựng hai chai nước đủ nặng hành trang mang theo cũng đủ mệt mỏi cho xưa rồi như vậy rất bình an, thanh thản, yêu đời. Chúng ta có thể cùng sư minh tuệ đi khắp dòng đất nước, khắp các tỉnh giao duyên, và đó chính là cách chúng ta dành sự yêu mến cho sư minh tuệ. Đây được xem là một trong những clip ngưỡng mộ thầy minh tuệ của thầy thích minh đạo. Những tưởng sẽ được ngợi ca, từng câu nói ánh mắt đều thể hiện sư minh đạo là người hiểu biết, nhất là hiểu đạo hiểu đời chúng ta tự đặt câu hỏi có phải chăng sư minh đạo đã đoán trước được tương lai của sư minh tuệ sẽ ẩn sâu trong rừng để sống thậm chí sẽ phải đối mặt với cái chết khi không tìm được nhà dân để giao duyên xin quý vị cứ để là ý kiến của mình dưới phần bình luận của video chúng tôi quý vị nhé cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này nếu thấy hữu ích hãy đăng ký kênh like và chia sẻ cho người thân cùng lan tỏa những phước lành đến với mọi người, mọi nhà. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sự việc sư Minh Tuệ đã tạm dừng bước khất thực mấy ngày qua, đã khiến cho quần chúng nhân dân vô cùng quan tâm và lo lắng cho sư. Mọi người đặt câu hỏi, vậy sư đã đi đâu? Sư thực sự đã ẩn tu nơi không ai biết đến hay là sư đang bị một vấn đề gì đó mang tính chất chủ quan, dần dần. Đường phố không còn những đoàn người tấp nập kéo nhau trên đường đi theo sư Minh Tuệ. Thay vào đó là sự im lặng và hoài nghi từ dư luận. Đã có không ít thông tin được chia sẻ trên mạng về việc sư Minh Tuệ tự nguyện dừng việc bộ hành. Xong, chúng tôi thiết nghĩ một người phi thường như sư minh tuệ thì dù ở đâu sư cũng sẽ được bảo vệ và gia hộ bởi phật pháp chắc chắn sư sẽ được bình an mặc dù sư đã tạm ngừng việc khất thực nhưng chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học các giá trị mà sư đã khơi gợi nhắc nhở lại cho mọi người dân việt nam nói chung Phật tử nó riêng sẽ được lưu truyền và gìn giữ mãi về sau. Việc sư Minh Tuệ tạm dừng việc bộ hành, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một quyết định phù hợp với thời điểm và bối cảnh hiện nay. Phật tử và quần chúng kính quý sư nhưng cũng lo cho sư khi có quá nhiều người vì ngưỡng mộ mà theo từng bước chân sư 24 trên 24 trong suốt cả một tháng qua sư tạm dừng bộ hành nhưng bước chân bộ hành của sư đã khắc ghi vào tâm thức của người dân việt nam một hình ảnh sống động của một học trò của đức thế tôn nguyên sơ chân thực nhưng rất dũng mãnh sư chỉ bình lặng bước đi mà đã làm lay động hàng triệu trái tim trở thành một bài pháp sáng chói giác ngộ quần chúng mang lại cho họ niềm tin về chánh pháp của đức phật và niềm tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp ở xung quanh mình. Đối với mọi chúng ta, hình ảnh của Sư Minh Tuệ đã vượt qua phạm vi một tôn giáo. Nó đã làm lay động quần chúng và kể cả những nhà tu hành ở những tôn giáo khác. Và nó không chỉ ở trong phạm vi của Việt Nam, mà nó đã lan ra tới phạm vi của cả thế giới. Hình ảnh của Sư là một hình ảnh của sự đoàn kết, vượt ra khỏi tôn giáo, vượt ra khỏi biên giới của một quốc gia hình ảnh đó làm chúng ta thấy rằng thật là tự hào tuyệt vời và may mắn khi việt nam có được một công dân như sư minh tuệ hôm nay sư dừng bộ hành nhưng những việc làm của sư minh tuệ trước đó chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi đã trở thành một biểu tượng của đạo phật và đó cũng chính là biểu tượng cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc việt nam sư kết nối giữa hai giá trị giá trị của đạo phật và giá trị cao đẹp của dân tộc việt nam chúng ta chân thật đạo đức giản dị mạnh mẽ từ bi trí tuệ và đoàn kết xin được cúi đầu cảm ơn sư đã xuất hiện ở nơi đây với chúng ta để chúng ta có được cái cơ hội nhìn thấy cuộc sống, nhìn thấy Đạo Phật, nhìn thấy dân tộc chúng ta đẹp như thế nào. Sư Minh Tuệ làm chúng tôi nhớ đến một đoạn trong bài cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, một tác phẩm được đánh giá là Hùng Văn Muôn thuở Như nước đại diệt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi non, bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác từ triệu đinh lý trần bao đời xây nền độc lập cùng hán đường tống nguyên mỗi bên hùng cứ một phương tuy mạnh yếu cùng lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có có thể nói dân tộc việt nam chúng ta rất may mắn vì đời nào chúng ta cũng có những hào kiệt đất lành thì sinh nhân kiệt sương minh tuệ xứng đáng là một công dân ưu tú của dân tộc việt nam tấm gương của một bậc chân tu, sư Minh Tuệ đã cho chúng ta rất nhiều các bài học. Chúng tôi xin chia sẻ một bài viết của một cá nhân được mọi người trên mạng xã hội đặt cho cái tên là thích phản biện, chia sẻ bài học của riêng ông từ tấm gương của sư Minh Tuệ. Chúng tôi học được sáu chữ rất là quan trọng, một là thiểu dục tri túc, hai là câu chuyện về cúng dường ba là câu chuyện về tài sản, bốn là câu chuyện của hành pháp và giảng pháp, năm là câu chuyện thái độ đối với quần chúng, và sáu là mục tiêu tối thượng thiểu dục tri túc ở một bậc chân tu như sư Minh Tuệ. Chúng ta thấy sư chỉ ba y một bát, ăn một bữa một ngày, ở ngoài trời, ở nghĩa địa, ở gốc cây, đầu trần chân đất, đối lập với những hình ảnh giản dị đó là một bộ phận. Chúng tôi chỉ dám nói là một bộ phận thôi và hy vọng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội này. Những con người y áo sang trọng, chùa to tượng lớn, đủ mọi tiện nghi vật chất, đồng hồ đắt tiền, trang sức điện thoại, ô tô, nhà lầu, máy lạnh, đi đâu cũng có người phục dịch, cung phụng cúng dường bậc chân tu ăn một bữa một ngày không nhận tiền không đòi hỏi cúng dường chỉ nhận thức ăn vừa đủ một lần trong ngày không nhận thêm không để dành qua ngày hôm sau khác biệt và đối lập hoàn toàn với một số tu hành tặng ni nhận tiền vàng đô la đất đai nhà cửa đang khát khao cúng dường bằng mọi hình thức mọi thủ đoạn để dơ vét tiền bạc của phật tử của chúng sanh tài sản của bậc chân tu không có tài sản không tích lũy buông bỏ tất cả trong khi đó một số cá nhân tu hành tài sản nhiều vô kể nhu cầu tích lũy vật chất vô cùng to lớn bậc chân tu hành pháp một cách nghiêm túc tuyệt để đây chính là điều mà chúng ta nói đến chữ dũng mạnh đối với sư minh tuệ nhìn vào sư minh tuệ người phàm chúng ta có thể quan sát thấy bằng mắt đó là sự nghiêm túc hành pháp của sư Sự không cần nói nhiều nhưng mà chính cái thân giáo của sư thì đã là một sự văn pháp rất mạnh mẽ đối với một số vị chân giả thì sao họ ngồi trên ghế cao lộng lẫy như vua chúa ban phát giáo pháp cho chúng sinh thường xuyên xuyên tạc giáo lý của đức phật thậm chí còn dám sửa cả ngũ giới của đức phật họ tự do xàm ngôn, lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và luôn luôn hăm dọa chúng sinh, dùng các thuyết nhân quả độc hại để trục lợi, bắt buộc chúng sinh cúng dường. Thái độ với quần chúng, bậc chân tu nói năng khiêm hạ, xưng con với Phật tử, không bao giờ tự gắn cái mát, các cái danh hiệu và luôn xem mình chỉ là đệ tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà thôi. Còn chân giả thì như một sư dương rất chú trọng nghi lễ, lễ bái, bắt Phật tử quy lai mình. Ai góp ý thì cho là giặc, là phản động, được tổ chức một cách bài bản có hệ thống. Mạng lưới truyền thông mạnh mẽ bên chặt từ trên xuống, từ trong nước cho tới nước ngoài. Đặc biệt gần đây còn xâm nhập sâu sắc vào thanh thiếu niên, một quy mô rất lớn những người này bên cạnh việc tu hành thì họ làm đủ thứ nghề, nghề thầy tu, nghề thầy thuốc, nghề thầy bói. Họ bán thuốc, họ chữa bệnh, chữa đủ thứ các loại bệnh được cho là bệnh nghiệp, bệnh nhân quả, rồi họ thuyết giảng đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, chứ không phải chỉ giáo lý của Đức Phật. Từ những chuyện tình yêu nam nữ, chuyện quan hệ tình dục, tham ái, đủ thứ chuyện trên đời. Họ gắn trên người mình rất nhiều loại các danh hiệu tiến sĩ Phật học, tiến sĩ luật học, nhân tài, đất diệt, dân dân. Mục tiêu tối thượng của Bậc Dân Tu là ý nguyện tu để trở thành người giác ngộ, để trở thành Đức Phật rất là mạnh mẽ, rất là triệt để. Và chỉ có một mục tiêu duy nhất đó mà thôi. Khi tu hành rồi thì tự khắc sẽ giáo hóa được chúng sinh. Bài học rất là rõ nét, giống như thời Đức Phật và tăng đoàn của ngài lúc còn tại thế. Trái ngược với bậc chân tu, chân giả luôn nói đến độ sinh, độ chúng sinh buồn cười ở chỗ, chính họ còn tu chưa xong, tu chưa tới đâu mà lại đi dẫn đường thuyết pháp thì dẫn đường cho ai được. Cũng giống như người không biết bơi mà lại kéo cả triệu người bơi sang sông với mình thì chẳng phải sẽ có người bị chết đuối hay sao? Chúng ta thấy rằng, ở đây, chúng tôi chỉ muốn nói rằng, việc so sánh này là so sánh giữa một bậc chân tu, với một bộ phận không phải là số đông, các vị tu đang lầm đường lạc lối với giáo lý của Đức Phật ngoài kia. Rất rất nhiều các nhà sư chân chính, quy tín và nổi tiếng đang thực hiện con đường Đức Phật đã dạy. Mỗi người có một hạnh nguyện để tu và chùa to tượng lớn cũng rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ có hàng trăm ngàn tín đồ theo học đạo thì chùa to tượng lớn là đương nhiên. Đây chính là nơi để giáo hóa được đông đảo chúng sinh. Chùa to tượng lớn không phải là không tốt mà chính hành động của một số cá nhân đang tu tập ở trong đó đang làm mất đi giá trị cốt lõi của đạo Phật, làm cho quần chúng hoang mang, và họ tự đặt câu hỏi trở lại Chùa to tưởng lớn để làm gì? Có ích gì? Trước khi sống và thực tập ở nơi chùa to Người tu hành chân chính phải tu cho triệt để Phải đạt được đỉnh cao của sự giác ngộ giải thoát Buông bỏ được hết mọi tham sân si ở đời của chính mình Rồi sau đó mới nghĩ tới giác ngộ chúng sinh Nếu bản thân mình còn chưa tu tới nơi Thực hành chưa tới chốn mà đã muốn cứu độ chúng sinh thì hãy cẩn trọng với những phát ngôn những thuyết pháp của chính mình rõ ràng trong thời gian qua khắp mạng xã hội đăng tải lan truyền rất nhiều hình ảnh sai trái của một số vị tu được quần chúng gọi là xàm tăng chúng ta quan sát thấy rất rõ rằng một số xàm tăng đã lợi dụng lòng tin và phật pháp của quần chúng và cố tình bẻ công giáo pháp của đức phật thuyết giảng về nhân quả, truyền bá mê tín dị đoan, gây hoang mang cho chư luận, khiến cho không ít các Phật tử nghe theo, bị dẫn dắt vào sự u mê, gây ra một hệ lụy rất đáng tiếc. Khi cái gốc chưa vững mà xây chùa to tượng lớn, thì ở đây còn có ý nghĩa về sự xa hoa phung phí trong lối sống của một bộ phận những người tu từ hình ảnh của sư Minh Tuệ, bậc chân tu và hình ảnh hiện nay trong lối sinh hoạt mà mắt thường có thể quan sát được của một bộ phận các tu sĩ, chúng ta thấy rõ rằng hàm ý về câu chuyện chùa to tưởng lớn là để nói lên rằng cái tính thiểu dục tri túc trong câu chuyện này. Chúng tôi tự đặt câu hỏi liệu đồng tiền và các tài sản vật chất có phải đã và đang làm tha quá làm hỏng đi đường tu chân chính của một số tu sĩ hay không? Những con sâu đang làm rầu nồi canh ở ngoài kia, những người đang làm cho Phật Pháp ngài một xa rời quần chúng. Mãi cho tới khi sư minh tuệ xuất hiện như một cơn mưa rào tắm mát thân tâm của mỗi người. Người ta ví gặp sư minh tuệ giống như người chết khác trên sa mạc gặp được nước. Sư như một luồng ánh sáng hào quang chiếu rọi Xuyên tâm mọi trái tim đang bất ổn, đánh thức niềm tin và Phật Pháp một cách đầy trí tuệ của mỗi người sau một thời gian dài bị dẫn lối u mê. Nói đến đây, sẽ có một số cá nhân sẽ cho chúng tôi đang cuồng tính sư minh tuệ quá mức, bôi nhỏ các nhà sư nọ kia. Nhưng không, chúng tôi chỉ đang trình bày quan điểm cá nhân và chúng tôi chỉ nói đến một số nhà sư sàm tăng hiện rõ trên mạng xã hội những ngày qua. Chúng tôi chỉ nói tới một số rất ít những sàm tăng và những người được chỉ ra này luôn có những bằng chứng hết sức xác thực. Quần chúng lên án các sàm tăng một cách rất rõ ràng trước khi sư minh tuệ xuất hiện. Chứ không phải là lấy cơ hội của sư minh tuệ quần chúng mới nói về câu chuyện này. Hình ảnh của sư minh tuệ chỉ như là một phát súng bắn vào đích để thức tỉnh mọi người bằng tiếng gian của nó mà thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng tự hỏi các nhà sư chân chính cũng đang ở đâu? Các sư có đang lắng nghe quần chúng nhân dân hay không? Khi quần chúng nói về sàm tăng và chỉ ra rất nhiều những biểu hiện của sàm tăng với rất là nhiều bằng chứng rõ rệt thì các sư đã và đang làm gì? chỉ đến khi quần chúng chỉ thẳng vào chùa to tưởng lớn của một bộ phận tu sĩ sai lệch thì các sư mới bắt đầu lên tiếng bảo vệ cho tôn giáo của mình các sư có đang thực sự công bằng với phật tử quần chúng và với nhân dân cả nước hay không liệu chuyện hoàng pháp xây chùa rất to để hoàng pháp để dạy dỗ cho mọi người có thực sự cần thiết hay không trong khi đó những kẻ xâm phạm giáo pháp của đức phật thay đổi giáo pháp của Đức Phật, nói những điều săn bậy để gọi là trục lợi từ hàng triệu tín đồ, thì các sư im lặng, rồi ra một vài văn bản không có tính răng đe kiểm điểm gì hết. Liệu như vậy thì đã hoằng pháp hay chưa? Trở lại câu chuyện Phật tử, cũng như những người dân luôn luôn tin tưởng và yêu quý giáo pháp của Đức Phật và những người đại diện chân chính của Đức Phật. Chính vì sự tôn trọng đó nên chúng ta mới có chùa to tượng lớn. Nhưng cái rất quan trọng rằng Phật tử và quần chúng cũng rất kỳ vọng các nhà sư chân chính cần phải bước ra thêm một bước nữa khỏi dụng an toàn của mình nói lên những tiếng nói chân thật của Đạo Pháp để chống lại những kẻ xàm tăng đang làm hại quần chúng, làm hại Phật Pháp và làm hại dân tộc. Sư Minh Tuệ đã tạm dừng bước khất thực trên đường nhưng mà chúng tôi tin rằng, bước chân của sư sẽ được hàng triệu triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học, các giá trị mà sư khơi gợi và nhắc nhở lại cho người dân Việt Nam. Các Phật tử sẽ được lưu truyền và gìn giữ những điều hay lẽ phải từ sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ là một thí dụ điển hình để nhắc nhở từng công dân Việt Nam, từng Phật tử rằng mỗi chúng ta đều có từ bi, đều có trí tuệ, đều có đạo đức, đều có thể sống chân thật, thiểu dục tri túc. Và sư chỉ nhắc nhở lại thuộc tính của dân tộc Việt Nam đã có mà thôi. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng, bóng tối đâu đó sẽ bị xua tan, ánh dương của trí tuệ và từ bi đã được thấp lại trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Và một lần nữa, xin cảm ơn Sư Minh Tuệ đã ở đây nơi này trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán tín giả đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị hãy để lại bình luận và ý kiến của quý vị dưới phần bình luận của video. Mọi ý kiến của quý vị sẽ giúp cho chúng tôi những người làm truyền thông Phật giáo sẽ có thêm những cái nhìn đa chiều từ khán giả. Từ đó sẽ hoàn thiện hơn trong những lời bình trên kênh trong những video này. Kính chúc quý Phật tử và quý khán thính giả đang nghe Pháp học đạo, thân tâm luôn an lạc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống này. Nam Mô A Di Đà Phật Để Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến Đã mấy ngày trôi qua sau khi Sư Minh Tuệ quyết định tạm ngừng việc khất thực cộng đồng mạng vẫn không ngừng theo dõi và đặt ra nhiều câu hỏi với nhiều ý kiến trái chiều. Sự ẩn tu vội giả của Sư Minh Tuệ cũng làm cho nhiều người tiếc nuối và xót xa trong ngóng tin tức từng ngày từng giờ về Sư. Nhiều người thắc mắc là Sư Minh Tuệ hiện đang ở đâu và tại sao không thấy bất cứ hình ảnh nào của Sư. Sau sự việc Sư đang ở Gia Lai làm căn cứ công dân, hôm ngày 3 tháng 6 năm 2024, hiện công chúng không có bất kỳ thông tin nào về sư Minh Tuệ. Đáp lại tâm cầu khấn của người yêu thương sư Minh Tuệ, trên mạng xã hội hiện nay đã xuất hiện một bức ảnh bí ẩn được cho là chụp tại nơi tu tập của sư Minh Tuệ sau biến cố giữa đêm 3 tháng 6 năm 2024, tu đoàn tan rã mỗi người một nơi. Nhìn vào bức ảnh, chúng ta thấy sư Minh Tuệ đang ngồi thiền tại một vùng đất bằng phẳng, ngay bên cạnh là một ngọn núi đá cao, mây trắng dần quanh. Còn có một chiếc liều màu vàng, trong đó có một số đồ đạc. Nếu thực sự đây là hình ảnh của Sư Minh Tuệ thật đang ẩn tu thì thật là tuyệt vời. Vì khung cảnh nơi đây thanh vắng, lý tưởng cho một người tu hành như Sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ đã được sống trong sự an lạc tuyệt đối đúng như nguyện vọng của sư những hình ảnh này lần đầu tiên được công bố đã đem lại niềm an lòng cho nhiều người sau ba ngày không có tin tức về sư tuy nhiên công chúng cũng rất lo lắng khi ở trên núi cao sư sẽ đi khất thực ở đâu hàng ngày sư sẽ ăn gì uống gì để sống để tiếp tục những bước chân tu hành không nghỉ song bên cạnh đó cũng có xuất hiện những ý kiến cho rằng các hình ảnh này có thể là sản phẩm của Photoshop hoặc được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Chúng tôi cập nhật bức ảnh này thông qua chia sẻ của một YouTuber khá nổi tiếng đăng tải. Người YouTuber này vừa cầm điện thoại có bức ảnh của mình lên, vừa khẳng định đây là hình ảnh chụp mới nhất về sư Minh Tuệ. Người này chia sẻ rằng một mình thầy ngồi ở chỗ nơi có một ngọn núi, ngọn núi này khá cao. Cao nha cả nhà, mấy trắng bồng bềnh, chỗ cái màu vàng là một cái liều nha cả nhà. Để cho cả nhà mình biết ha, thầy đang nhìn hướng về xuôi, cả nhà thấy không? Chỉ một mình thầy thôi là cả nhà yên tâm. Nhưng mà cái địa điểm á, cái địa điểm thầy ở chỗ nào á thì chắc chắn là không bao giờ mà tiết lộ được cho bất kỳ ai. Nói chung là không thể tiết lộ được cho bất kỳ ai được đối với những ai yêu thương và kính trọng sư minh tuệ việc nhìn thấy hình ảnh sư trong trạng thái an lạc là một niềm an ủi vô cùng to lớn hình ảnh ấy tựa như một lời khẳng định rằng sư minh tuệ vẫn đang thực hiện hành trình tâm linh phật pháp của mình dù có xa cách với thế gian niềm tin rằng sư minh tuệ đã đạt được sự thanh tịnh trong tâm hồn và an yên không bị quấy rầy trong đời sống tu hành là điều mà nhiều người luôn mong mỏi và cầu nguyện mỗi ngày. Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo từ hàng triệu cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ vui mừng khi tận mắt thấy Sư Minh Tuệ đang an toàn và yên ổn tu tập. Một số bình luận phản ánh niềm hạnh phúc và sự an tâm của họ, chẳng hạn như Hôm nay nhận được nhiều tin vui, thầy Minh Tuệ vẫn bình yên, các thầy đã gặp được nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu mong cho các thầy luôn mạnh khỏe và bình an trên con đường tu tập. Một người khác thì viết rằng: Cảm ơn anh đã chia sẻ những thông tin thật hữu ích. Cầu xin mười phương chư Phật phù hộ cho thầy và tất cả những thầy đang tu theo thầy đều được bình an. Lại có người chia sẻ rằng: Tôi mấy đêm nay mất ăn mất ngủ vì lo cho các sư thầy. Giờ Nghe nói các thầy đã gặp nhau Nếu đúng thật như vậy Tôi mừng quá Cảm ơn anh đã cho tôi thông tin này Tuy nhiên Bên cạnh những lời chúc phúc Không ít người cũng bày tỏ sự lo lắng Về tình hình sinh hoạt của Sư Minh Tuệ Khi ở trên núi cao Và không thể đi khất thực Một người lo lắng Bình luận như thế này Thương thầy quá Thầy không thể đi khất thực nữa Không biết có ai mang thức ăn cho thầy không? Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào con cũng cầu nguyện cho các thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Giờ thấy được thầy nên con vui rồi. Một người khác chia sẻ: Mấy bữa nay ngày nào cũng buồn, mở điện thoại lên thấy thầy là buồn, nhớ thầy rồi khóc. Không biết có ai mang đồ ăn cho thầy không? Thương thầy quá. Thầy ở trên núi cao, nhìn thấy an nhiên tự tại quá. Nhưng mà Chuyện ăn uống có thì thì sao? Mọi người có ai cũng thức ăn không? Những phản hồi này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng đối với sư Minh Tuệ từ niềm vui khi biết thầy an toàn đến sự lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của thầy trên núi cao. Bên cạnh đó cũng có một số người đưa ra lời khuyên mọi người không nên tiếp tục đi theo hay là tập trung đông đúc như trước vì điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sư Minh Tuệ. Một người chia sẻ rằng Giờ tôi chỉ mong muốn Thứ nhất Thầy Minh Tuệ được khỏe mạnh Và tiếp tục tu tập Khi nào cơ duyên đến Thầy sẽ tiếp tục hành khất Mong muốn thứ hai Là các thánh thần thẳng tay trừng phạt những kẻ Đã gây khổ đau phá hoại Về tu hành của thầy Minh Tuệ Chừa quạt Một người khác thì khuyên rằng Mọi người thương thầy Thì đừng dây quanh thầy nữa Tới đảnh lễ rồi về thôi cảm ơn tất cả vì đã cho sư an toàn chúng ta đừng đi theo thầy nữa để còn được thấy những hình ảnh này còn thấy sư thích minh tuệ khỏe mạnh con mừng lắm con chúc sư nhiều sức khỏe bình an những lời khuyên này cho thấy sự quan tâm và lo lắng của cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc mong muốn sư thích minh tuệ được bình an mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ không gian yên tĩnh và an toàn cho thầy để tu tập Tuy nhiên, theo nhiều người, hình ảnh này được cho là chỉ để câu view và có thể đã sử dụng công nghệ AI để tạo ra. Họ đưa ra những căn cứ như sau. Một trong những điểm đáng ngờ nhất là chiếc liều màu xanh vàng xuất hiện trong hình. Đây được nhận diện là loại liều du lịch hiện đại, thường được sử dụng trong các chuyến giả ngoại hoặc kỳ nghỉ. Sự hiện diện của liều này không chỉ phản ánh bối cảnh tu tập đáng ngờ của Sư Minh Tuệ khi mà chúng ta đều biết y áo trên người sư Minh Tuệ chỉ là những tấm giải cũ nát và sư Minh Tuệ cũng đã phát nguyện ngủ nghỉ dưới cảnh màn trời chiếu đất thì sự xuất hiện của chiếc liều màu vàng ở bên cạnh sư Minh Tuệ là một điều hoàn toàn bất thường. Ngoài ra cảnh núi rừng xanh ngắt trong hình cũng gây nghi ngờ. Cảnh này trông giống như được vẽ hơn là chụp thực tế. Đường nét và chi tiết của núi rừng trong hình không tự nhiên như những bức ảnh thực tế mà lại có vẻ như được tinh chỉnh hoặc chỉnh sửa một cách rất kỹ lưỡng. Một điểm khác là các đường nét trong hình không rõ ràng và không thật. Khoảng cách từ nơi chụp ảnh đến vị trí của sư thầy Minh Tuệ ngồi không xa đến mức bị nhòe và thiếu chi tiết trong tấm hình này. Mọi người nghi ngờ cho rằng có thể đã có sự can thiệp từ công nghệ máy tính, thí dụ như sử dụng công nghệ AI để tạo ra một bức ảnh giả mạo nhằm thu hút sự chú ý và tăng lượt xem trên mạng. Dù là thế nào đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều mong muốn Sư Minh Tuệ được bình an và yên ổn, theo ý nguyện của Sư. Sư đang tận hưởng hạnh phúc vô hại và chỉ muốn tu giải thoát theo con đường thoát tục mà mình đã chọn. Thay vì chỉ trích hoặc tôn vinh thì hãy cầu nguyện cho những điều tốt đẹp đến với Sư đó mới chính là cách ứng xử tốt nhất. Sư Minh Tuệ hiểu và tin rằng mỗi người có khả năng tự giải thoát, và đây cũng là niềm tin sâu sắc trong lòng người có trí huệ từ bi. Hình ảnh tu tập khổ hạnh của Sư Minh Tuệ không chỉ là một chặng đường cá nhân, mà còn là một nguồn cảm hứng sâu sắc cho biết bao người. Câu chuyện về Sư Minh Tuệ không chỉ là một câu chuyện riêng lẻ của người theo đạo Phật mà còn là một thông điệp lan tỏa đến tất cả những người ngoại đạo hành trình của sư đã lay động không chỉ trái tim mà còn chạm đến tâm hồn của hàng triệu người mang lại niềm tin và hy vọng vào con người và cuộc sống như một tia hy vọng giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời sư minh tuệ không chỉ làm thay đổi cuộc sống của bản thân mình mà còn tạo ra một làn sóng tích cực lan tỏa đến nhiều người khác sư minh tuệ không cần rao giảng một bài pháp thoại nào nhưng bằng con đường thực hành khổ hạnh sau 6 năm sư minh tuệ dường như đã chuyển hóa được rất nhiều người đến gần hơn với phật tánh có lẽ đây là bước khởi đầu cho sự thịnh vượng của nền phật học nguyên thủy sau nhiều thế kỷ phật giáo đã bị biến tướng và bị lợi dụng tuy hành trình của sư minh tuệ đã tạm dừng lại nhưng đó chỉ là điểm tạm dừng cho những bước chân đã đi khắp các con đường và chấp nhận sự hỗn loạn của thế gian có lẽ sâu thẳm của sự việc đi đến quyết định này chắc chắn không phải là ý muốn của sư một người tu học theo hạnh đầu đà nhưng đó là cách duy nhất và hài hòa nhất cho tất cả mọi người nếu như tiếp tục sẽ có những điều tồi tệ xảy ra như trường hợp của sư thích minh thiện sốc nhiệt dẫn đến tử vong chúng ta sẽ gánh chịu những mất mát lớn không mong muốn một tiếc nuối vô hạn và một tổn thương khó lòng trước những lựa chọn sư minh tuệ chọn cách tốt nhất trước những ngã rẽ sư minh tuệ đã chọn lối đi bình yên nhất đó là bản năng của trí tuệ của một bậc chân tu dù đối với người tu hành có sự kiên nhẫn sâu đậm hay lòng tin vững chắc trước mọi khó khăn thì vẫn phải tuân theo lắng nghe cộng đồng trên con đường tu hành đầy khổ hạnh này. Dạng sự đều tùy duyên. Nhưng những gì đến sẽ đến, những gì đi sẽ đi. Và duyên là điều quyết định tất cả. Kết thúc của một điều này sẽ là khởi đầu của một điều khác. Những bước chân có thể dừng lại, nhưng con đường vẫn mở ra phía trước, chờ đón tất cả những ai có lòng trung thành với con đường tu hành và tinh thần Phật Pháp. Dù chuyện đã xảy ra với dư luận rất bất bình, nhưng với sư Minh Tuệ, có lẽ sư sẽ chỉ mỉm cười và nhìn nhận mọi thứ là do nhân duyên tạm bợ Nương tựa nhau mà thành, hết duyên thì tan rã. Có chăng chỉ có chúng ta đang đeo mang nhìn nhận dưới con mắt người phàm tục để rồi giận ghét thương hận thật kỳ lạ, một con người nhỏ bé, khắc khổ vì nắng gió, suốt ngày rong ruổi trên khắp nẻo đường khất thực, khắp nơi là nhà, nhưng trên môi luôn nở nụ cười đầy thánh thiện, đôi mắt long lanh nhìn mọi việc một cách tỏ tường. Khi gặp ai, dù lớn hay nhỏ, đàn ông hay là phụ nữ, sư điều hạ mình xuống mức thấp nhất dỡ danh xưng là con. Một con người hiếm gặp có một không hai trên thế gian tạm bợ này. Trên con đường trần thế này, ai cũng thích câu, gót danh lợi bùng phá sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dấu. Đổi với sư minh tuệ, sư đã cởi bỏ tất cả để trở thành một người đặc biệt trong lòng người dân Việt Nam chúng ta. Mọi người hãy quan hỷ, đón nhận sự ẩn tu của sư minh tuệ như sự tỏ lòng thành kính và cũng nên khép lại một câu chuyện đẹp mà mỗi khi nhắc đến ai cũng cảm thấy ấm lòng. Cầu chúc cho sư Minh Tuệ có thật nhiều sức khỏe để tu hành đắc đạo. Chúng ta hãy tiếp tục lan tỏa tinh thần của lòng từ bi và nhân ái để câu chuyện về sư Minh Tuệ tiếp tục là nguồn cảm hứng vô tận cho thế hệ sau này. Kính chúc quý Phật tử và quý khán thính giả theo dõi kênh Thận Tâm Luôn Được An Lạc gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống cũng như trên con đường nghe pháp tu học của mình. Nam mô A Di Đà Phật.